Chào các bạn đến với trường Yên Định 1 của chúng tôi. Lịch sử nơi đây trải qua 50 năm truyền thống rồi. Từ thời chống đế quốc năm 1965 đến nay 2015 vẫn vững chãi phát triển lắm. Đã bao lần ngôi trường phải chuyển nơi đó nơi đây chỉ vì quân giặc đánh phá, nhưng trường ta mới phải như vậy. Nhưng thầy trò chúng ta vẫn không chịu lùi bước, vẫn cặp sách đến trường hàng ngày như những ngày bình thường trước. 50 năm chặng đường đã qua tuy chưa dài so với tương lai, nhưng người thầy người cô vẫn cần mẫn hăng say từng ngày. Biết bao nhiêu nhân tài bước chân ra từ nơi đây, hàng năm có nhiều thủ khoa mà ai cũng đã nhìn thấy. Yên Định 1 của chúng ta tiếng tăm tích cực vang xa, không chỉ ở Thanh Hóa còn lan rộng ra quốc gia. Xin mời tất cả các bạn đến với Yên Định 1 chúng tôi, thầy giáo cho ngoan thân thiện, quang cảnh nơi đây đẹp tuyệt. Yên Định 1 mái trường thân thương của tôi ơi, dù có đi bốn phương trời tôi vẫn luôn luôn nhớ tới. Dù nay hay là mai sau thì tình cảm ở trong tôi dành cho trường chẳng bao giờ có thể vơi. Yên Định 1 mái trường thân thương của tôi ơi, dù có đi bốn phương trời tôi vẫn luôn luôn nhớ tới. Dù nay hay là mai sau thì tình cảm ở trong tôi dành cho trường chẳng bao giờ có thể vơi. Mỗi ngày sẽ bước chân trên con đường đến Yên Định 1, tiếng cười đùa thật díu dít như bạn nhạc vang lên từng nốt. Yên Định 1 nơi thầy cô cái kiến thức đi vào trong đầu, lời lời hay và lẽ phải viết lên tay như là đồng dấu. Dường như cảnh vật nơi đây đang hòa quyện cùng với đất trời, mở ra một bước tiên cảnh mà ai ai cũng muốn với tới. Yên Định 1 nơi chấp cánh hoài bão cùng với ước mơ, thầy cô dồn hết tâm huyết sẽ chúng em sẽ có đường chắc trở. Với một lời nhắc nhở mà chúng em cần phải ghi nhớ, phải cố gắng thật nhiều mới có thể thực hiện ước mơ. Từ ghế đá từng hàng cây để trong tim nhiều cảm xúc phải rời xa khi thời áo trắng phải chấm dứt. Sau ngày mai một đứa một phương trời xa xôi, điều đó chẳng quan trọng vì ngôi trường nằm trong tim tôi. Sau ngày mai một đứa một phương trời xa xôi, điều đó chẳng quan trọng vì ngôi trường nằm trong tim chúng tôi. Yên Định 1 mái trường thân thương của tôi ơi, dù có đi bốn phương trời tôi vẫn luôn luôn nhớ tới. Dù nay hay là mai sau thì tình cảm ở trong tôi dành cho trường chẳng bao giờ có thể vơi. Yên Định 1 mái trường thân thương của tôi ơi, dù có đi bốn phương trời tôi vẫn luôn luôn nhớ tới. Dù nay hay là mai sau thì tình cảm ở trong tôi dành cho trường chẳng bao giờ có thể vơi. Chào các bạn đến với trường Yên Định 1 của chúng tôi, lịch sử nơi đây trải qua 50 năm truyền thống rồi. Từ thời chống đế quốc năm 1965 đến nay 2015 vẫn vững chãi phát triển lắm. Mái trường của tôi đây để trong tôi nhiều cảm xúc phải rời xa khi thời áo trắng phải chấm dứt. Sau ngày mai một đứa một phương trời xa xôi, điều đó chẳng quan trọng vì ngôi trường nằm trong tim chúng tôi.